xin chào mọi người đã trở lại với kênh video của Việt Garden. Video hôm nay mình sẽ giới thiệu cái đợt hàng mới của mặn cầu SSA Special Sugar Apple mới vừa về sáng nay. Thì trong video lần trước mình cũng đã giới thiệu về cái loại mặn cầu đặc biệt này rồi, và nhận được sự quan tâm của rất là nhiều khách hàng đã gọi điện gọi hỏi về cái loại mãng cầu này. Mà tuy nhiên là cái đợt hàng trước nó cũng được có vài cây thôi, số lượng rất là ít, cho nên là vẫn có nhiều khách hàng thích loại mãng cầu này lắm nhưng mà chưa có mua được á. Thì hôm nay mình đã về được cái đợt hàng mới, nó cũng không có nhiều, được 15 cây, và size của nó là khoảng trên hoặc dưới 5 feet tùy mỗi cây. Đây mọi người, cái dãy phía trước này đó. Góc của nó thì cũng khoảng một ngón tay rưỡi cho đến hai cái ngón tay tùy cây mọi người ha. Đây này đó. Đây là những cái góc. Thì với cái size này thì những khách mà ở xuyên bang á, ở những bang khác, nếu mà yêu thích cái loại mãng cầu quý hiếm này thì có thể là mình sẽ ship đi được, tại vì nó không có lớn lắm, rất là dễ ship. Đây mọi người, hiện giờ thì cây nó không có được đẹp lắm, tại vì đến cái mùa nó bắt đầu nó rụng lá để nó thay lá mới rồi. Những cái lá nó khoảng đầu tháng 4 hoặc là vào cái thời điểm cuối tháng 3 thì những cái lá mãng cầu này nó sẽ vàng và nó sẽ lên những cái mầm non mới giống như thế này đây. Và sẽ kèm bông luôn. Đây nè mọi người, nó ra bông rồi nè. Đó, cứ lá mà rụng hết nó sẽ ra mầm non với lại ra bông. Đây là cái đợt hàng những cái cây cuối cùng của mình rồi mọi người ha. Thì nếu mà cái đợt này mà mọi người không mua thì sẽ phải đợi đến khoảng tháng 9 mình mới có những cái cây mà SSA mới. Tuy nhiên cái size của nó sẽ nhỏ lắm, nó không có được như thế này đâu. Như trong video lần trước mình cũng có đã giới thiệu về cái loại mãn cầu SSA này rồi. Thì SSA có nghĩa là Special Sugar Apple, tức là cái loại na dai đặc biệt. Thì na dai là nó cái vị nó quá hoàn hảo rồi mọi người ha, hầu như là ai cũng thích hết á. Tuy nhiên cái na dai nó sẽ bị một cái vấn đề, đó là hạt nó hơi nhiều và cái trái nó cũng vừa thôi chứ nó không có lớn. Thì thằng Special Sugar Apple này nó được một cái là trái nó rất là lớn, trung bình một trái nó khoảng 2 pound mọi người à. Trái rất là đẹp, nhìn nó cũng giống như trái na của Việt Nam gì đó, nhưng mà cái size nó lớn hơn thôi và nó hạt nó rất là ít. Trong tất cả các loại na mà lai với lại na dai Việt Nam hiện giờ ở Mỹ thì đây là cái loại nó cái vị nó giống với lại cái thằng na dai nhất luôn á. Cho nên là đây là cái giống mà đang được mọi người rất là quan tâm và yêu thích. Và dự đoán là nó sẽ còn hot dài dài mọi người ơi. Hiện giờ cây giống của loại này cũng rất là hiếm nha, rất là khó tìm. Vậy nên những khách hàng nào mà yêu thích cái vị của na dai Việt Nam thì liên hệ với mình ha. Và trong cái đợt video vừa rồi mình đăng á, thì có nhiều khách hàng vẫn chưa mua được á. Thì bây giờ mọi người vui lòng liên hệ lại với mình nha. Tại cũng có nhiều người dặn là có thì gọi hoặc là nhắn tin lại, nhưng mà nhiều khi là mình không có nhớ hết á, để mình gọi mọi người
hết. Cho nên là nếu mà cô chú anh chị hoặc là bạn nào cần thì liên hệ với mình ha. Phone của mình là 626-416-9206. Cảm ơn mọi người đã xem video hôm nay. Xin chào tạm biệt và chúc mọi người thật nhiều sức khỏe.